cảnh hoàng hôn đẹp quá em ơi. Hay dừng lại cho anh bắt cảnh hoàng hôn tí. Mày vào hết pin rồi kìa. Cho về đi. Từ ăn nốt cảnh mặt trời lặn đã đang đẹp. Rơi em ơi. Rơi rồi. It was at this moment he knew. He fucked up. Hi, xin chào các bạn. Và hôm nay thì Tokyo Camera xin làm một clip nho nhỏ hướng dẫn các bạn cách làm sao để có thể bảo quản pin cũng như là kiểm tra hiệu năng pin trước và sau khi bay để mà chúng ta có một chiếc Flycam có thể có cái độ hoạt động ổn định nhất và an toàn nhất. Đầu tiên là về cách bảo quản pin. Khi mà chúng ta bay xong và hạ cánh xuống thì việc đầu tiên của chúng ta sẽ là tháo pin ra và để cho pin nguội đi rồi hãy cất vào trong túi. Tránh tình trạng là chúng ta cất luôn pin vào túi và di chuyển sẽ dẫn đến là pin của chúng ta rất dễ bị phồng hay còn gọi là chửa. Đó. Và cái các cell pin của chúng ta thì rất là dễ bị hỏng. Tiếp theo là phần kiểm tra pin trước khi bay thì chúng ta sẽ phải kiểm tra xem. Và cái lưu ý đầu tiên là nếu mà pin phồng thì nhất định chúng ta không nên cất cánh mà chúng ta nên thay vào pin khác, bởi vì pin phồng rất là nguy hiểm, rất là dễ dẫn đến tình trạng rơi máy bay khi mà chúng ta đang bay. Đó. Tiếp theo là kiểm tra cell pin thì chúng ta sẽ ấn vào cái phần cục pin ở góc bên phải phía trên màn hình đây. Đó, và chúng ta kiểm tra cái cell pin. Nếu như mà pin tốt thì cell pin nó sẽ đều nhau và cái độ chênh lệch sẽ vào khoảng độ 0,01 đến 0,02. Còn từ 0,03 đến 0,06 thì pin nó vẫn cho máy bay vẫn cho chúng ta cất cánh thôi. Nhưng mà trong quá trình sử dụng thì cái khả năng pin tụt sẽ rất là cao. Đó, chúng ta sẽ không thể kiểm soát được. Ví dụ trong clip vừa rồi, mặc dù pin nó đang ở hơn 20% nhưng mà máy bay vẫn bị rơi. Đó là một cách hết sức là bình thường khi mà cái cell pin nó lệch nhau. Và để cho máy bay cũng như là pin của chúng ta được hoạt động một cách tốt nhất thì chúng ta nên là khi mà máy bay còn khoảng 25 đến 30% pin là máy bay đã phải được tiếp đất thành công rồi và đang nằm gọn ở dưới đất rồi. Và trên đây là một số các cái lưu ý nho nhỏ cho anh em có những chuyến bay an toàn cũng như là tăng tuổi thọ cho chiếc Flycam của mình. Và clip của tôi đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.